Đây, Tân An đang đang phải thở khí gì Tân An này? Khí dung à? Để làm sạch đường hô hấp đúng không? Đấy, Tân An đi bệnh viện phải được các bác sĩ chăm sóc. Để dùng các thiết bị chăm sóc sức khỏe nha. Hôm nay căn nhà rất là trống trải, vắng vẻ bởi vì Tân An đang bị ốm các bạn ạ. Tân An đang nằm ở trong bệnh viện. Căn phòng này cũng rất là vắng vẻ bởi vì hôm nay mẹ Tân An phải vào viện để chăm Tân An. Tí nữa chúng ta sẽ vào viện để thăm Tân An nhé. Đi, chúng ta đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào viện thăm Tân An. Nhà của Tân An gần với bệnh viện các bạn ạ, nên là chúng ta sẽ đi bộ. Chỉ có mấy trăm mét thôi là đến bệnh viện rồi. Đây rồi, bệnh viện của Tân An đây rồi. Tân An đang làm gì đấy? Tân An đang truyền ạ. Đang truyền nước à? Để xem nào. Thế hôm nay Tân An có sốt không? Không ạ. Không còn sốt nữa đúng không? Không ạ. Rồi, cho bố xem cái tay nào. Có đau không? Không ạ. Không đau à? Thương Tân An nhỉ? Tân An nằm đây có buồn không? Có. Có nhớ nhà không? Có. Phải cố gắng nhỉ? Phải cố gắng uống thuốc này, rồi cố gắng truyền nước này, ăn cháo này, uống sữa để nhanh khỏi bệnh còn về nhà nhé. Về nhà còn xếp Lego này, rồi còn tô màu này. Đây, đây là phòng điều trị bệnh của Tân An các bạn ạ, phòng bệnh. Tân An có nhớ trường không? Hôm nay là các bạn đi chơi đấy, nhưng mà Tân An nó phải đi vào nằm viện nha. Đây, Tân An tiêm vào thuốc sắp xong. Để thuốc cho Tân An ạ, à, để bố gọi bác sĩ gỡ ra cho Tân An nha. Hello. Tân An mới bị tiêm ở đây. Mai Tân An lại về. Các bạn có thấy Tân An khổ không? Mà Tân An về nhà rồi đấy. Tân An rất nhớ nhà. Tân An về để con học bài nữa chứ. Tân An đi vào bệnh viện Vinmec đấy. Tân An về bác sĩ chăm sóc tốt nè. Các bạn biết Tân An bị sao? Các bạn ơi, hết rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ gọi bác sĩ đến nhá. Rồi, hết thuốc rồi hả? Ừ, con khám cho em nhá. Ừ, giỏi thế. Chờ cô tí nhá. Thank you.
để giọt khí ra khóc. Thế à? Vâng ạ. Có nhiều bạn bé không nhẹ à? Vâng ạ. Thế Tân An không nhẹ không? Không. Thì cần... không nhẹ thế nào nhỉ? Chỉ cần cái bạn bé ở trong phòng với bố mẹ đây. Đến lúc bác sĩ vào trong khóc. Thế à? Các bạn ấy sợ tiêm đúng không? Vâng. Mà Tân An tiêm có khóc không? Không. Không khóc tí nào nhỉ? Vâng. Em bố xem tay Tân An. Thế con này Tân An bị tiêm này. Chảy máu này. Vì Tân An sốt cao mà có con vi khuẩn trong người đúng không? Chiều nay và sáng mai bác sĩ bắt thêm mấy con vi khuẩn nữa là khỏi bệnh nha. Là Tân An được ra viện ra về rồi nhỉ? Thứ hai mới về à? Tân An đang sông khí dung đúng không? Có dễ chịu không? Tân An đi bệnh viện nhưng Tân An vẫn mang đồ chơi theo để chơi cho đỡ buồn Tân An nha. Thế Tân An đang làm gì đấy? Tân An xếp Lego à? Tân An đang xếp cái nhà này các bạn này nha. Tân An nhặt đồ cho ba Bảy đúng không? Vâng ạ. Ba Bảy, Tân An đang xếp lên được ba Bảy lên đây rồi nha. Xếp Lego này phải kiên trì đấy nha. Hôm qua bác sĩ tiêm Tân An có đau không? Có. Có đau à? Vâng. Đau nhiều không? Có. Tiêm thì phải đau chứ nhỉ? Vâng. Làm gì có ai tiêm mà không đau? Ta xếp đi. Đau mà. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đây, Tân An xếp sắp xong bước 37 đúng không? Xếp Lego là phải như nào nhỉ? Phải kiên trì. Phải kiên trì đúng không? Ừ. Phải bình tĩnh đúng không? Vâng. Có đường não không? Không ạ. Thế phải làm sao? Phải lành. Phải lành đúng không? Vâng ạ. Rồi, tiếp tục nào. Tân An đang xếp 41 đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Nhưng mà cái này phải xếp vào đâu? Cái nào? Cái này. Đúng rồi, xếp vào đấy. Tân An đang xếp bao nhiêu đấy? Đây là sẽ 41. 41 đúng không? Ơ? Đúng rồi, thanh này ở đây mà. Đúng rồi. Trời ơi, có đêm đúng hôm mà. Rồi. Vậy là Tân An nằm viện mấy hôm rồi Tân An nhỉ? 7 hôm rồi. 7 hôm à? Thế hôm nay Tân An đã khỏe hẳn chưa? Rồi ạ. Thế 7 hôm được bác sĩ chăm sóc thì Tân An đã khỏe bệnh rồi nhỉ? Vâng ạ. Khỏe ốm rồi. Thế bây giờ chúng ta ra chào bác sĩ và y tá và các cô chú để chúng ta về nhé. Vâng ạ. Đi, chúng ta đi thôi. Đi, chúng ta về thôi. Tối nay Tân An về, Tân An ăn gì nhỉ? Ăn cháo, ăn cơm nhỉ? Ăn cơm. Ăn cơm à? Không phải ăn cháo đúng không? Khi nào ốm mình ăn cháo được. Làm hồn ăn cháo được hả? À. Thế bây giờ về phải giữ gìn gì nhỉ? Giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe đúng không? Uống thuốc này, ăn cơm, ăn cháo, uống sữa này. Ăn cả rau. Để có phải tập thể dục nữa không? Có, phải ăn cả rau nữa. Phải ăn cả rau này, bác sĩ bảo thế đúng không? Thế con nghe lời bố mẹ không? Đâu? Tân An tháo tay ra, tháo ven ra đúng không? Tháo kim tiêm ra đúng không? Thế bằng không? Bằng vậy. Về nhà thì uống thuốc thôi nhỉ? Không cần phải tiêm nữa nhỉ? Nhưng mà ở bác sĩ cho uống bằng bơm tiêm. Thế à? Vâng. Bác sĩ chăm sóc Tân An rất là tốt nhỉ? Vâng. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.